Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, vừa qua thì có rất nhiều những câu chuyện, những cái tin đồn nói về việc là đội trưởng của đội tuyển New Zealand, đội tuyển nữ, rồi rất nhiều những cầu thủ khác nữa của New Zealand trong cuộc họp báo thì lại coi thường đội tuyển nữ Việt Nam. Vậy thì thực hư câu chuyện này sẽ là như thế nào? Và báo chí vừa qua, một tờ Nhật báo của Tây Ban Nha đã phản biện cực hay về đội tuyển nữ Việt Nam, những chiến binh sao vàng. Và điều đó chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng tự hào. Kính thưa quý vị và các bạn, trong buổi trưa ngày 10 tháng 7 tới đây thì trận đấu rất được mong chờ. Một trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand sẽ được diễn ra. Một trận đấu sẽ là củng cố cho đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm được những kinh nghiệm quý báu để chúng ta tham dự World Cup nữ 2023. Và hiện nay thì cũng chưa có bất cứ một thông tin gì liên quan đến việc là cái cuộc họp báo này diễn ra như thế nào, rồi ai là những người trả lời. Nhưng chúng tôi thì cũng đã nhận được rất nhiều những cái thông tin ở trên mạng xã hội. Và đặc biệt vừa qua, một thông tin mà khiến cho tôi cảm thấy ngỡ ngàng và cũng vô cùng bất ngờ. Đó là đội trưởng của đội tuyển nữ New Zealand coi thường Việt Nam, thậm chí là phân biệt chủng tộc với Việt Nam. Vậy thì câu chuyện này sẽ là như thế nào? Vừa qua thông tin trong cuộc họp báo thì họ nói rằng là đội trưởng của đội tuyển nữ New Zealand đang phân biệt chủng tộc với Việt Nam và coi đội tuyển Việt Nam không bằng một đội bóng nghiệp dư, và họ không xứng đáng để đối đầu với đội tuyển New Zealand. Vậy thì theo quý vị và bạn, trong một cuộc họp báo của một đội bóng hiện nay họ đăng cai World Cup, họ nói như vậy, liệu rằng họ có nói như vậy hay không? Ở bản tin trước thì chúng tôi cũng đã trích dẫn một lời phát biểu của thuyền trưởng của đội tuyển nữ New Zealand rồi. Họ rất tôn trọng Việt Nam khi mà bà ấy có nói về việc là chúng ta vừa qua đã khiến cho đội tuyển nước Đức phải toát mồ hôi hột. Vì vậy mà đội tuyển New Zealand họ sẽ phải vô cùng dè chừng trước đội tuyển nữ Việt Nam. Hơn nữa thì chúng ta đều thấy rằng là trong 10 trận đấu gần nhất thì đội bóng New Zealand họ cũng chưa biết chiến thắng. Họ chỉ có được đúng 2 trận hòa và có tận 8 trận thua. Chưa biết chiến thắng là gì trong 10 trận đấu gần đây cả. Và là một đội trưởng của một đội bóng hiện nay đang cai tại World Cup nữ 2023 thì tôi nghĩ rằng không có một ai lại ngu ngốc đến nỗi mà lại phát biểu như vậy cả. Truyền thông, bạn bè quốc tế vừa qua nói về đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta rất nhiều. Họ nói như thế nào thì tôi tin chắc rằng là quý vị bạn cũng đã hiểu rất rõ về những chia sẻ, về những câu chuyện vừa qua liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam rồi. Như chúng tin là tôi đã thông tin, với việc một đất nước hiện nay họ đang cài World Cup, mọi thứ đều phải rất chỉnh chu, và một trong số đó chính là cái việc họ sẽ tiếp đón các đội bóng đến đây sẽ là như thế nào. Đó là một điều rất quan trọng. Vậy mà hiện nay lại có những thông tin nói rằng trong cuộc họp báo, một đội trưởng của đội bóng như New Zealand lại nói về đội tuyển nữ Việt Nam rằng là không bằng một đội bóng nghiệp dư, rồi là coi chúng ta không ra cái gì cả, thậm chí là phân biệt chủng tộc. Thì đó là thông tin bịa đặt mà tôi không hiểu lý do vì sao mà người ta cố tình lại làm ra như vậy. Đương nhiên thì với người Việt Nam chúng ta cũng hay tò mò về việc là khi mà bị các đất nước bạn họ coi thường hay là cái gì đó liên quan đến phân biệt chủng tộc. Bởi thực tế là người dân Việt Nam chúng ta có sự đoàn kết, một cái tinh thần tự tôn dân tộc rất là cao, cho nên khi mà chúng ta nhận được những thông tin như vậy thì đương nhiên chúng ta cũng rất quan tâm. Nhưng có một điều mà chúng tôi cảm thấy khá là buồn. Hiện nay chúng ta đều hiểu rằng là cái phân biệt chủng tộc nó là một điều cấm kỵ. Thực sự là không có muốn ai người ta muốn động chạm đến cái câu chuyện đó cả. Chứ đừng nói rằng là trong một cuộc họp báo trước truyền thông của khắp thế giới hiện nay mà lại đưa ra những câu nói như vậy. Hơn nữa thì chúng ta đều biết rằng New Zealand là cực kỳ tươi đẹp. Vậy mà không biết lỡ lòng nào mà họ lại bịa đặt bôi nhọ người ta như vậy. Và nếu như thông tin đó mà bạn bè quốc tế mà người ta nhận được, người ta hiểu được thì không rõ rằng người ta nghĩ về người Việt Nam chúng ta như thế nào. Ăn không nói có như vậy thì liệu rằng người ta có tôn trọng được mình hay không? Thế có một điều mà chúng tôi cảm thấy buồn khi mà dưới cái bài bình luận đó, một cái bài viết đó thì lại có rất nhiều người lại tin rằng đó là sự thực. Đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy buồn thôi. Còn thực tế thì trên mạng xã hội người ta nói những câu chuyện như vậy thì cũng không phải là hiếm. Thực tế người ta nói là người ta muốn đánh vào cái sự quan tâm của người hâm mộ và đánh vào cái lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam, cho nên chúng ta quan tâm. Thì điều quan trọng nhất là chúng ta có tin vào nó hay không thì đó mới là điều quan trọng. Còn với những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị bạn trong suốt những quãng thời gian vừa qua rồi thì chúng ta mới thấy và hiểu được rằng là đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta đang giành được sự tôn trọng rất lớn tới từ bạn bè cũng như truyền thông của quốc tế, chứ không có chuyện rằng là chúng ta bị coi thường giống như một đội bóng nghiệp dư rồi là chúng ta bị phân biệt chủng tộc đâu. Đương nhiên thông tin này thì chắc chắn là quý vị bạn cũng sẽ nhiều người sẽ hiểu thôi, nếu ai thực sự là một người mà chúng ta quan tâm đến đội tuyển trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đều biết rằng là đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta được quan tâm lớn như thế nào, chúng ta giành được sự tôn trọng lớn như thế nào. Và đương nhiên là ban tổ chức của nước chủ nhà, những cầu thủ của New Zealand
Và ban huấn luyện của đội tuyển nữ New Zealand họ cũng thực sự là rất coi trọng chúng ta. Ở bản tin trước chúng tôi cũng đã nói về đội tuyển Trung Quốc rồi. Trung Quốc họ rất mong muốn tìm kiếm được những đội bóng như là New Zealand để mà đá giao hữu. Thế nhưng bên phía những đội bóng đó họ không đồng ý, thậm chí Pháp vừa qua còn từ chối Trung Quốc, đội tuyển nữ của đội bóng này để giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam cơ mà. Và để về một cái lý do vì sao mà họ lại đặt chúng ta vào một cái địa vị như vậy, họ lại muốn giao hữu với chúng ta như vậy mà họ lại loại Trung Quốc, thì có lẽ rằng không phải phân tích quá nhiều. Đó là việc chúng ta đã có được những cái kỳ tích như thế, chúng ta đã tạo ra những cái điều tuyệt vời như thế, và chúng ta khiến cho truyền thông của khắp thế giới họ quan tâm nhiều đến như vậy, thì các nước như là New Zealand hay là kể cả một Tây Ban Nha sắp tới nữa họ cũng đã đồng ý giao hữu với Việt Nam rồi. Đó thực sự là một thông tin rất tuyệt vời, và chúng tôi muốn đính chính một chút những thông tin như vậy để cho quý vị bạn có thể cảm thấy là yên tâm và không phải lo lắng về việc là chúng ta bị họ phân biệt chủng tộc hay là họ coi chúng ta bằng một đội bóng nghiệp dư đâu. Không hề có chuyện đó đâu. Có thể nhiều người có khi chưa đọc nghe cái thông tin của chúng tôi thì lại bảo chúng tôi giật cái tít vỡ vẩn rồi là cũng cái loại điêu toa. Thế nhưng đó là những thông tin đã diễn ra và chúng tôi muốn giải thích về những câu chuyện đó để cho quý vị bạn hiểu thôi. Còn có thể nhiều người lại nghĩ rằng chúng tôi đặt điều hay là chúng tôi giật tít nọ kia thì thôi, điều đó thì chúng tôi cũng đành phải chấp nhận thôi. Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ thì cũng có thể để lại cho chúng tôi một bình luận để góp ý cho tuyển bóng đá có thể là làm tốt hơn về những video tiếp theo nhé. Còn thông tin chính ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị và bạn đó là một tờ nhật báo của Tây Ban Nha, tờ Marca, một tờ báo cực kỳ nổi tiếng mà những ai theo dõi bóng đá ở giải Tây Ban Nha thì chắc chắn là chúng ta cũng đã biết. Mới đây thì tờ Marca có nhận định rằng mục tiêu của đội tuyển nữ Tây Ban Nha đó là giành chiến thắng. Thế nhưng họ lại rất cẩn trọng trong trận đấu giao hữu sắp tới khi mà đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất hay và chỉ để thua Đức với tỷ số 1-2 thôi. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha vừa qua đã có 2 trận đấu giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023. Họ đã gặp đội tuyển nữ Đan Mạch vào ngày 5 tháng 7 và sắp tới sẽ gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha vừa qua thì họ đã đánh bại đội tuyển nữ Đan Mạch vào hôm ngày 5 tháng 7 với một tỷ số thuyết phục đó là 2-0. Sau trận đấu đó một ngày thì đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã đáp chuyến bay sang New Zealand để chuẩn bị cho giải World Cup nữ 2023. Trong khi đó thì vừa qua đội tuyển nữ Việt Nam thì cũng đã có mặt tại đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một trận đấu sắp tới với chủ nhà đó là New Zealand vào ngày 10 tháng 7. Sau đó thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có một trận đấu giao hữu nữa với đội tuyển nữ Tây Ban Nha dự kiến vào ngày 14 tháng 7. So với đội tuyển nữ New Zealand hạng 26 thế giới thì đương nhiên đội tuyển nữ Tây Ban Nha hạng 6 được đánh giá là cao hơn rất nhiều khi mà cũng đã có được một trận đấu tạo đà rất tốt trước đội tuyển nữ Đan Mạch. Màn chạy đà hoàn hảo của đội tuyển nữ Tây Ban Nha ngay trước thềm World Cup 2023 đang mang đến rất nhiều hy vọng dành cho đội tuyển nước này. Và rõ ràng đội tuyển nữ Tây Ban Nha là một trong những đội bóng đẳng cấp. Thế nhưng có lẽ rằng những cô gái đến từ Việt Nam, những cô gái kim cương của đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ không phải quá lo ngại trước đối thủ làm gì cả, bởi chúng ta như đã nói không hề có những áp lực. Và vừa qua thì thầy Trung cũng đã có sự chuẩn bị được coi rằng thực sự rất tốt trước thềm World Cup nữ 2023. Hơn nữa thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang có một tâm lý cực kỳ thoải mái, chúng ta thì cũng rất tự tin thôi. Rất có thể là đội tuyển nữ Việt Nam, những cầu thủ như Huỳnh Như hay Thành Nhã hoàn toàn có thể mang đến những sự bất ngờ ở trong những trận đấu sắp tới. Theo đó thì tờ Marca của Tây Ban Nha đánh giá rất cao thực lực của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đức. Ở trận đấu đó thì đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-2, thế nhưng Thành Nhã đã có một pha lập công mang tính lịch sử và tờ báo Marca có nhận định như thế này. Mục tiêu của đội tuyển nữ Tây Ban Nha đó là tiếp tục giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Tuy nhiên họ cũng cần nhớ rằng là đội tuyển nữ Việt Nam vừa có một trận đấu rất hay khiến cho đội tuyển nữ Đức hạng 2 thế giới gặp rất nhiều khó khăn và họ chỉ chịu thua với tỷ số sát nút đó là 1-2 thôi. Đó là một đội bóng không hề dễ để bị đánh bại. Chúng ta cần phải là tập trung tối đa ở trong trận đấu này. Đó là những gì mà tờ Marca của Tây Ban Nha có chia sẻ về đội tuyển nữ Việt Nam. Quả thực thì hiện nay thực sự là quá hạnh phúc, quá tự hào. Một đội bóng như Việt Nam chúng ta trước đây khó lòng mơ về cái việc là được đá với những đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng giờ đây thì mọi thứ đã diễn ra rồi. Chúng ta đã có được những cơ hội đối đầu với đội bóng hàng đầu thế giới. Và đặc biệt, tuyệt vời hơn nữa là chúng ta đã nhận được những cái sự tôn trọng nhất định, tôn trọng rất lớn đến từ đối thủ. Đương nhiên thì nó có thể nhiều người nói rằng đó là người ta khách khí thôi. Có thể đó những câu nói khách sáo thôi. Thế nhưng dù gì đi chăng nữa, nhận được những lời chia sẻ như vậy đến từ bạn bè truyền thông của quốc tế trên khắp thế giới thì đó là một thông tin quá vui dành cho chúng ta rồi.
Chúng tôi cũng chẳng hy vọng rằng là chúng ta làm nên những cái chuyện lịch sử rằng thắng cả Mỹ hay Hà Lan hay thắng Bồ Đào Nha. Điều đó thì đương nhiên rồi, quá khó dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thế nhưng cái điều quan trọng nhất hiện nay, Việt Nam đã có được trên bản đồ bóng đá thế giới ở World Cup nữ 2023, nơi mà 32 đội bóng lớn nhất, mạnh nhất hành tinh được tranh tài, và trong đó là có đội tuyển nữ Việt Nam. Thì đó là điều quá tuyệt vời rồi. Và vừa qua, những thông tin mà chúng tôi muốn đính chính về việc là những cầu thủ rồi là đội trưởng của New Zealand lại đưa ra những lời nói như vậy với đội tuyển nữ Việt Nam về việc phân biệt chủng tộc và coi đội tuyển Việt Nam chúng ta không ra gì, đó là những thông tin bịa đặt. Tôi xin đính chính là như vậy. Hy vọng rằng quý vị và bạn sẽ nhận được những thông tin tích cực nhất liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam, những thông tin tuyệt vời mang đến cho quý vị và bạn cảm giác nó vui vẻ trong một ngày mới. Chúc quý vị và bạn có một ngày cuối tuần bên gia đình thật sự là vui vẻ và hạnh phúc. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tiểu Bóng Đá. Hãy nhớ nhấn like để ủng hộ cho Tiểu Bóng Đá và hãy nhấn hình quả chuông bên cạnh, nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất từ Tiểu Bóng Đá mỗi ngày nhé.